khoan chiếc xà lan chở lúa các bạn. Mùa này nước quá trời, wow, cả cầu luôn các bạn ơi. Rồi kìa, lan can luôn kìa. Các bạn thấy không? Nên bữa nay tự nhiên sao nước lớn. Nước lớn rồi bắt đầu mấy cái ghe mà nổi đó các bạn. Mấy ghe này bơm cát nè, xà lan bơm cát bị kẹt cái cầu. Rồi qua khỏi các bạn ơi. Qua cầu miền Tây cực lắm. Bữa nào nước lớn lên là kẹt vậy đó. Đi về kìa. Ghe này chắc bữa nay lấy lúa các bạn. Tại hôm qua cái bãi nó dữ lắm. Ồ ào sáng nước luôn các bạn. Quá đẹp. Đây chiếc máy cắt chuyển đi luôn nè. Cái gì trời? Này quay đâu rồi? Vòng vòng đây nè. Còn không có lên tới Tuấn Thủy quay nữa hay à? Ừ. Trời trời. Ông không hay dữ. Quay đâu nữa thì. Ừ, bữa nay cái đồng sau lưng bên đó đó, qua cắt quay đó đó rồi bữa nay lên đó. À. Ừ. Uống cà phê đi. Sáng giờ uống rồi mới đi đó. Wow, cái xà lan ủi quá trời luôn mà. Qua cầu khó khăn bị kẹt các bạn. Bữa nay bắt đầu nước lớn nè. Không có thấy. Ừ. Chưa có biết nữa, đang ở chỗ cầu trại giam mà. Ừ. Ờ vậy là nếu còn cái đó thì nó còn vòng vòng đó gì. Để còn nữa coi.
giờ biết đường đâu, giờ sáng nay chưa có xác định vị trí nữa đây.